Thư thứ nhất của Phao-lô gửi cho người Tê-sa-lô-ni-ca, chương 1. Phao-lô, Sinh-văn và Ti-mô-thê gửi cho hội thánh ở thành Tê-sa-lô-ni-ca, hội trong Đức Chúa Trời là Cha và trong Đức Chúa Giê-su Christ Chúa chúng ta. Nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho anh em. Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta. Hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn. Và đạo tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thế nào. Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó, đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ ở xứ Macedon và xứ A-chai. Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Macedon và A-chai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa. Và mọi người đều thuật lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi, và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, đặng chờ đợi con Ngài từ trên trời, là Đức Chúa Giê-xu mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thành nộ ngày sau. Chương 2. Hỡi anh em, chính anh em biết rõ rằng chúng tôi đã đến nơi anh em, ấy chẳng phải là vô ích đâu. Nhưng sau khi bị đau đớn và sỉ nhục tại thành Philip, như anh em đã biết, thì chúng tôi trông cậy Đức Chúa Trời, cứ rao truyền đạo tin lành của Đức Chúa Trời cách dạng dĩ giữa cơn đại chiến. Vì sự giảng đạo của chúng tôi chẳng phải bởi sự sai lầm hoặc ý không thanh sạch, cũng chẳng dùng điều giả dối. Nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng tin lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, là đấng dò xét lòng chúng tôi. Và anh em có biết, chúng tôi không hề dùng những lời vua nịnh, cũng không hề bởi lòng tư lợi mà làm. Có Đức Chúa Trời chứng cho. Dẫu rằng chúng tôi có thể bắt anh em tôn trọng chúng tôi vì là sứ đồ của đấng Christ, song cũng chẳng cầu vinh hiển đến từ loài người, hoặc từ nơi anh em, hoặc từ nơi kẻ khác. Nhưng chúng tôi đã ăn ở nhu mì giữa anh em, như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Vậy vì lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước ao ban cho anh em không những tin lành Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống chúng tôi nữa, bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao. Hỡi anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi, ấy là trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm để cho khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Anh em làm chứng, Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng, cách ăn ở của chúng tôi đối với anh em có lòng tin thật là thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Anh em cũng biết rằng chúng tôi đối đãi với mỗi người trong anh em, như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài. Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời, vì thật là lời Đức Chúa Trời cũng hành động trong anh em có lòng tin. Hỡi anh em thật đã trở nên người bắt chước các hội thánh của Đức Chúa Trời tại xứ Giu-đê là các hội thánh trong Đức Chúa Giê-su Christ. Anh em đã chịu khổ bởi người đồng xứ mình, cũng như chính các hội thánh ấy chịu khổ bởi người Giu-đa, là người đã giết Đức Chúa Giê-su và các đấng tiên tri, đã bắt bớ chúng tôi, làm trái ý Đức Chúa Trời và thù nghịch với mọi người nữa, ngăn trở chúng tôi giảng dạy dân ngoại cho được cứu, lại hằng đầy dẫy cái lượng tội lỗi mình. Nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời sau hết đã đến trên họ. Hỡi anh em,
về phần chúng tôi đã xa cách anh em ít lâu nay. Thân tuy cách, nhưng lòng không cách. Chúng tôi đã nôn nã biết bao, tìm phương để thỏa lòng ao ước lại thấy mặt anh em. Vì vậy, đã hai lần, chúng tôi, nhất là tôi, Phaolô, muốn đi đến cùng anh em, nhưng quỷ Satan đã ngăn trở chúng tôi. Vì sự trông cậy, vui mừng và mão triều thiên vinh hiển của chúng tôi là gì? Há chẳng phải là anh em cũng được đứng trước mặt Đức Chúa Giê-xu chúng ta trong khi Ngài đến sao? Phải, anh em thật là sự vinh hiển và vui mừng của chúng tôi vậy. Chương 3. Vì không thể chờ đợi được nữa, nên chúng tôi thà đành ở lại một mình tại Athen và sai Timôthê là anh em chúng tôi tớ của Đức Chúa Trời, kẻ giúp việc đạo tin lành của Đấng Christ đến cùng anh em, để khiến anh em được vững vàng và dục lòng anh em trong đức tin, hầu cho không một người nào trong anh em bị rúng động bởi những sự khốn khó dường ấy. Vì anh em tự biết rằng, ấy đó là điều đã định trước cho chúng ta. Lại, khi ở cùng anh em, chúng tôi đã nói trước rằng sẽ có sự khốn khó phải chịu. Điều đó xảy đến rồi, và anh em đã biết rõ. Vậy, không thể đợi lâu hơn nữa, nên tôi đã sai Timôthê đi, để cho biết đức tin anh em ra làm sao. E rằng kẻ cám dỗ đã cám dỗ anh em, mà công phu của chúng tôi trở nên vô ích chăng? Nhưng, Timôthê ở nơi anh em mới trở về đây, có thuật cho chúng tôi tin tốt về đức tin cùng lòng yêu thương của anh em. Người lại nói rằng anh em thường tưởng nhớ chúng tôi và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chính chúng tôi ước ao gặp anh em vậy. Hỡi anh em, như vậy thì ở giữa mọi sự gian nan khốn khó của chúng tôi, anh em đã lấy đức tin mình mà làm một cớ yên ủi cho chúng tôi đó. Vì hiện nay chúng tôi sống là tại anh em đứng vững trong Chúa. Chúng tôi làm thế nào đặng đủ tạ ơn Đức Chúa Trời về anh em? Vì chúng tôi bởi cớ anh em được đầy lòng vui vẻ ở trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi. Đêm ngày, chúng tôi cố sức nài xin Ngài cho phép chúng tôi lại gặp anh em và gia thêm cho đức tin anh em điều chi còn kém. Nguyện xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Đức Chúa Giê-xu Chúa chúng ta dẫn chúng tôi đến cùng anh em. Lại nguyện xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau, cùng đối với mọi người, cũng như lòng yêu thương của chúng tôi đối với anh em vậy. Hầu cho lòng anh em được vững vàng và thánh sạch, không trách được trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta, khi Đức Chúa Giê-xu chúng ta sẽ đến với hết thảy thánh đồ Ngài. Chương 4. Vả lại, hỏi anh em, anh em đã học nơi chúng tôi phải ăn ở cách nào cho đẹp ý Đức Chúa Trời, và điều đó anh em đã làm rồi, thì chúng tôi nhân Đức Chúa Giê-xu xin và cầu anh em phải đi luôn theo đường ấy càng ngày càng tới. Anh em biết rõ chúng tôi đã bởi Đức Chúa Giê-xu mà truyền cho anh em những điều răn nào. Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh sự ô uế. Mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng, chẳng bao giờ sa vào tình dục luôn tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời. Chớ có ai phỉnh phờ anh em mình, hay là làm hại anh em bất kỳ việc gì, vì Chúa là đấng báo oán những sự đó, như chúng tôi đã nói trước cùng anh em và đã làm chứng. Bởi chưng Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, bèn là sự nên thánh vậy. Cho nên, ai khinh bỏ điều chúng tôi nói, thì không phải khinh bỏ người ta đâu, bèn là khinh bỏ Đức Chúa Trời, là đấng đã ban thánh linh của Ngài trong anh em. Còn như sự anh em yêu thương nhau, về điều đó không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời, phải yêu thương nhau, và đối với mọi anh em khác, trong cả xứ Macedon cũng làm như vậy. Nhưng, hỏi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi, ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng, như chúng tôi đã dặn bảo anh em, hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng và không thiếu chi hết. Hỏi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác, không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài. Và này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em. Chúng ta là kẻ sống,
còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến, chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Chương 5. Hỡi anh em, về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em, vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà con nghiến, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Nhưng, hỏi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy, chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm, nhưng chúng ta thuộc về ban ngày. Nên hãy dè dữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được đồng sống với Ngài. Vậy thì, anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau, như anh em vẫn thường làm. Hỏi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Hãy ở cho hòa thuận với nhau. Nhưng, hỏi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác, nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy. Chớ dập tắt Thánh Linh, chớ khinh dễ các lời tiên tri. Hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. Bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Nguyện xin Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được khi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó. Hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi với. Hãy lấy cái hôn thánh mà chào hết thảy anh em. Tôi nhân Chúa này xin anh em hãy đọc thơ này cho hết thảy anh em đều nghe. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, ở với anh em. Thư thứ hai của Phao-lô gửi cho người Tê-sa-lô-ni-ca, chương 1. Phao-lô, Sin-văn và Ti-mô-thê gửi cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca là hội thánh ở trong Đức Chúa Trời Cha chúng ta và trong Đức Chúa Jesus Christ là Chúa. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Jesus Christ. Hỏi anh em, chúng tôi phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn. Điều đó là phải lắm, vì đức tin anh em rất tấn tới và lòng yêu thương của mỗi người trong hết thảy anh em đối với nhau càng ngày càng thêm. Chúng tôi cũng vì anh em mà khoe mình cùng các hội thánh của Đức Chúa Trời, vì lòng nhịn nhục và đức tin anh em trong mọi sự bắt bớ khốn khó đương chịu. Đó đủ chứng cớ về sự đoán xét công bình của Đức Chúa Trời. Ngài muốn khiến anh em nên xứng đáng cho nước Ngài, là vì nước đó mà anh em chịu khổ. Và theo sự công bình Đức Chúa Trời, thì ác là Ngài lấy điều khổ báo những kẻ làm khổ anh em, và cho anh em là kẻ chịu khổ được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Giê-xu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời
và không vân phục tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài. Tức là khi Ngài sẽ đến trong ngày đó để được sáng danh trong các thánh đồ, được khen ngợi trong mọi kẻ tin, vì anh em đã tin lời chúng tôi làm chứng trước mặt anh em. Cho nên, chúng tôi vì anh em cầu nguyện không thôi, hầu cho Đức Chúa Trời chúng ta khiến anh em xứng đáng với sự gọi của Ngài, và cho Ngài lấy quyền phép làm trọn trong anh em mọi ý định thương xót của lòng nhân Ngài và công việc của đức tin, đến nỗi làm sáng danh Đức Chúa Giêsu chúng ta trong anh em và anh em trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Giêsu Christ. Chương 2. Luận về sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta và về sự chúng ta hội hiệp cùng Ngài. Thì hỡi anh em, xin chớ vội bối rối và kinh hoảng, hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời nói, hay là bởi bức thơ nào, tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng ngày Chúa gần đến. Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình. Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lại, rất đổi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Anh em há không nhớ khi tôi còn ở với anh em thì đã nói về những sự đó sao? Hiện nay anh em biết rõ điều làm ngăn trở nó, hầu cho nó chỉ hiện ra đúng kỳ nó thôi. Vì đã có sự mầu nhiệm của điều bội nghịch đương hành động rồi, song đấng còn ngăn trở cần phải cất đi. Bây giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra, Đức Chúa Giêsu sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Satan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả, dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin điều dối giả, hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, đều bị phục dưới sự phán xét của Ngài. Hỏi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng tin lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Hỏi anh em, vậy thì hãy đứng vững, hãy vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thơ từ của chúng tôi. Nguyện xin chính Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta và Đức Chúa Trời Cha chúng ta, là đấng đã yêu thương anh em và đã lấy ân điển Ngài mà ban cho chúng ta sự yên ủi đời đời và sự trông cậy tốt lành, hãy yên ủi lòng anh em, khiến anh em được bền vững trong mọi việc lành cùng mọi lời nói lành. Chương 3. Vả lại, hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi, hầu cho đạo Chúa được đồn ra và được sáng danh như thể ở trong anh em vậy. Lại hầu cho chúng tôi được giải thoát khỏi kẻ vô lý và người ác, vì chẳng phải hết thảy đều có đức tin. Chúa là thành tín, sẽ làm cho anh em bền vững và giữ cho khỏi ác giả. Về phần anh em, chúng tôi có lòng tin cậy trong Chúa rằng anh em đương làm và sẽ làm những việc chúng tôi dặn biểu. Nguyện xin Chúa soi dẫn lòng anh em tới đến sự yêu mến Đức Chúa Trời và sự nhịn nhục của Đấng Christ. Hỡi anh em, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng tôi khuyên anh em phải lánh người anh em nào không biết tu đức hạnh mình và không bước theo các điều dạy dỗ mà anh em đã nhận lãnh nơi chúng tôi. Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi, vì chúng tôi không có ăn ở sái bậy giữa anh em, chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em, để anh em bắt chước. Khi chúng tôi ở cùng anh em, cũng đã rao bảo cho anh em rằng, nếu ai không khứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa.
Vả chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng, trở chăm những sự vô ích thôi. Chúng tôi nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra. Hỏi anh em, phần anh em chớ nên chán mệt làm sự lành. Ví bằng có ai không tuân theo lời chúng tôi nói trong thơ này, thì hãy ghi lấy, chớ giao thông với họ, hầu cho họ nhân đó biết xấu hổ. Tuy vậy, chớ coi người đó như kẻ nghịch thù, nhưng hãy răn bảo người như anh em vậy. Nguyện xin chính Chúa bình an, ban sự bình an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách. Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy. Chính tay tôi là Phao-lô viết lời chào thăm này cho anh em. Ấy đó là dấu ký của tôi trong mọi thơ từ của tôi. Tôi viết như vậy. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta ở cùng anh em hết thảy.